Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình căng thẳng tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Thủ tướng ba nước thăm Ukraine giữa lúc Kiev chìm trong khói lửa. Chính phủ Ba Lan thông báo Thủ tướng nước này Mateusz Morawiecki, người đồng cấp Petfilia của Cộng hòa Séc và Janet Jasan của Slovakia cùng khởi hành đến thủ đô Kiev giữa lúc chiến sự đang diễn ra tại Ukraine. Các thủ tướng đến Kiev bằng tàu hỏa. Reuters dẫn lời ông Michel Wolski, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Morawiecki cho biết đoàn tàu chở phái đoàn đã đi đến biên giới Ba Lan-Ukraine sau 8 giờ sáng giờ địa phương, 14 giờ chiều ngày 15 tháng 3 của Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và vòng vây xung quanh thủ đô Kiev vẫn đang được siết chặt. Bộ ba nhà lãnh đạo đến Ukraine ở trên tư cách là đại diện của Hội đồng châu Âu, theo tuyên bố của chính phủ Ba Lan. Trước lúc bình minh, rất nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên khắp Kiev. Theo giới chức của Ukraine, đó chính là các cuộc tấn công bằng pháo. Vụ pháo kích đã gây ra đám cháy lớn, rất nhiều người bị mắc kẹt ở bên trong một tòa nhà chung cư 15 tầng. Làn sóng chấn động do vụ nổ gây ra đã phá hủy lối vào một ga tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố, nơi được dùng nhiều làm hầm trú bom. Nhà chức trách thành phố đã đăng tải hình ảnh về mặt tiền của nhà ga bị thổi bay và cho biết tàu không thể dừng lại ở ga này. Tổng thống Ukraine Zelensky đang tìm cách gia hạn thiết quân luật tới ngày 24 tháng 4 và yêu cầu nam giới từ 18 đến 60 tuổi ở lại trong nước để chiến đấu. Ông Zelensky đã đệ trình việc gia hạn một trong những dự luật gửi tới Quốc hội, dự kiến sẽ được bỏ phiếu thông qua trong tuần này. Tại Washington, thư ký báo Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden ủng hộ Ukraine tham gia đàm phán với Nga, thì Tổng thống Putin phải có dấu hiệu xuống để thể hiện thiện chí. Trong một diễn biến khác, nguồn tin ngoại giao của Mỹ cho biết ông Biden trong tuần tới sẽ dự kiến có sự di chuyển tới Brussels, nơi đặt trụ sở của NATO và sẽ có cuộc gặp mặt lãnh đạo NATO vào ngày 23 tháng 3 để nhằm thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Mỹ cũng có kế hoạch tới thăm Ba Lan, nước thành viên của NATO, nhưng kế hoạch cuối cùng vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến nhanh chóng ở Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định duy trì quan hệ với Kiev và Moscow. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào ngày 14 tháng 3 cho biết nước này phải duy trì mối quan hệ mật thiết với cả Kiev và Moscow. Ông Erdogan đưa ra phát biểu trên tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Ankara. Khi trả lời câu hỏi Thổ Nhĩ Kỳ có tuân thủ các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine không, ông Erdogan nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ phải duy trì mối quan hệ hữu nghị với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề trừng phạt Nga. Ông Erdogan khẳng định, cho đến nay chúng tôi đã làm những gì cần thiết trong khuôn khổ, các quy định của Liên Hợp Quốc. Về phần mình, Thủ tướng Scholz cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức có những lo ngại chung liên quan đến khủng hoảng ở Ukraine và nhất trí cần một lệnh ngừng bắn. Nhấn mạnh việc gia tăng các nỗ lực nhằm phát triển các quan hệ kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là hợp tác năng lượng, ông Scott cũng cho biết Đức muốn chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng của Nga và tiến tới tự chủ, vì vậy có thể hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Scott đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14 tháng 3 trong chuyến công du chính thức đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Moscow cáo buộc phương Tây đẩy Nga vào thế vỡ nợ già. Ông Anton Silonov, Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết, việc phương Tây đóng băng hàng trăm tỷ đô la ở trong ngân hàng trung ương và chính phủ Nga có nguy cơ dẫn đến một vụ vỡ nợ giả. Việc đóng băng tài khoản ngoại tệ của ngân hàng trung ương Nga và chính phủ Nga là tính toán của phương Tây nhằm gây ra một vụ vỡ nợ giả, ông Silonov nói. Theo ông Silonov, làn sóng trừng phạt của phương Tây nhằm vào lĩnh vực tài chính khiến cho một nửa dự trữ ngoại tệ của Nga trị giá gần 300 tỷ đô không thể sử dụng. Điều này khiến cho Nga gặp khó khăn ở trong quá trình thanh toán các khoản nợ, mặc dù có đầy đủ thực lực về kinh tế, tức tình trạng vỡ nợ giả. Dự kiến vào ngày 16 tháng 3, Nga sẽ phải thanh toán số trái phiếu trị giá là 117 triệu đô. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga cho biết Moscow sẽ cố gắng thanh toán số trái phiếu của châu Âu bằng đồng euro, nhưng với điều kiện là các tài khoản ngoại tệ của nước này không bị phong tỏa. Nếu không, Nga có thể thanh toán nợ nước ngoài bằng đồng rúp. Một thông tin cho rằng Nga không đủ khả năng thanh toán nợ nước ngoài là sai sự thật. Chúng tôi đã có các quỹ cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình, ông Silonov nói. Việc thanh toán nợ nước ngoài của Nga được cho là khó khăn khi nước này bị loại khỏi SWIFT, hệ thống thanh toán điện tử quốc tế. Dòng tiền di chuyển ra khỏi Nga đang bị cản trở. Ngày 13 tháng 3, Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina Georgieva cho biết rằng các lệnh trừng phạt từ phương Tây đang khiến Moscow bị hạn chế tiếp cận nguồn lực tài chính và việc Nga vỡ nợ là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, bà Georgieva cũng cho rằng việc Nga vỡ nợ sẽ không châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Nga đang nợ các ngân hàng phương Tây khoảng 120 tỷ đô la. Số tiền này không quá lớn so với khả năng tài chính của Nga. Nếu Nga thanh toán nợ bằng đồng rúp, đây có thể là đòn đau với nhiều ngân hàng phương Tây bởi vì rúp không phải là đồng tiền được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế. Trung Quốc, số ca COVID-19 tăng vọt, 13 thành phố phải phong tỏa. Trung Quốc ngày 15 tháng 3 có thêm 3.602 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3.507 ca cộng đồng, 95 ca nhập cảnh. Hôm nay là ngày thứ 6 liên tiếp, Trung Quốc báo cáo hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 mới. Ít nhất có 13 thành phố ở trên toàn quốc đã bị phong tỏa, tính đến ngày 15 tháng 3, trong khi rất nhiều thành phố khác bị phong tỏa một phần. Tổng cộng có khoảng 30 triệu người ở Trung Quốc hiện đang phải hạn chế ra đường khi Bắc Kinh tiếp tục quyết tâm theo đuổi chính sách Zero COVID. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là tỉnh Cát Lâm phía Đông Bắc, nơi có hơn 3.000 ca mắc mới vào thứ Ba. Một số thành phố bao gồm cả Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm đã phải ban hành lệnh hạn chế ra đường. Thâm Quyến, trung tâm công nghệ của Trung Quốc với 17,5 triệu dân, hiện đã bước sang ngày phong tỏa thứ Ba và có rất nhiều nhà máy phải đóng cửa. Thành phố lớn nhất của Trung Quốc là Thượng Hải cũng đang bị áp đặt một số biện pháp hạn chế, với một số khu dân cư và tòa nhà bị phong tỏa. Cơ quan quản lý hàng không của Trung Quốc thông báo trước đó rằng họ sẽ chuyển hướng 106 chuyến bay quốc tế, dự kiến hạ cánh xuống Thượng Hải sang các thành phố khác từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 1 tháng 5 do tình hình dịch COVID-19. Đây được coi là làn sóng dịch nghiêm trọng nhất ở đại lục kể từ sau khi COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán vào năm 2020. Tuy nhiên, Đại học Lan Châu nhận định Bắc Kinh vẫn kiểm soát tốt tình hình, miễn là các biện pháp nghiêm ngặt vẫn được duy trì. Họ hàng tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez lặp lại lịch sử tại Mỹ. Bloomberg đưa tin tàu Ever Forward dài 334 mét mắc cạn ở vịnh Chesapeake ngay sau khi rời cảng Baltimore để đi tới Norfolk, Virginia. Tàu Ever Forward thuộc sở hữu của công ty Evergreen Marine. Đây là công ty sở hữu tàu Evergreen nặng 200.000 tấn bị mắc kẹt 6 ngày tại kênh đào Suez của Ai Cập vào năm ngoái. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết không rõ điều gì đã gây ra vụ mắc cạn và sự cố không dẫn đến bất kỳ thương tích hay tổn hại nào cho con tàu, theo CBS Baltimore. Được cho là không có khả năng gây ra nhiều rắc rối như là cuộc khủng hoảng năm ngoái của tàu Even Given. Vụ mắc cạn của siêu tàu chở hàng Even Given chặn đứng tuyến đường biển quan trọng ở kênh đào Suez đã khiến cho 400 tàu thuyền phải chờ đợi, tiêu tốn thương mại toàn cầu từ 6 đến 10 tỷ đô mỗi ngày. Nỗ lực giải cứu con tàu Even Given nặng 220.000 tấn, đòi hỏi phải nạo vét 30.000 mét khối cát với sự hỗ trợ của 13 tàu kéo và thủy triều dâng. Tàu bị mắc kẹt từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên trước đó, Even Given đã tìm cách đi qua kênh đào Suez mà không bị mắc kẹt. Ứng dụng hàng hải Marine Traffic cho thấy Even Given ở Biển Đỏ vào đêm ngày 14 tháng 3 hướng về phía Suez một lần nữa. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo ở trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Lá quốc kỳ Ukraine treo tại quảng trường chiến thắng ở thành phố Melitopol, nơi đang do Nga kiểm soát và đang diễn ra rất nhiều cuộc biểu tình trong những ngày gần đây, đã bị gỡ xuống. Quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát Melitopol và thành phố hơn 100.000 dân thuộc tỉnh Zaporizhia ở miền đông nam Ukraine vào ngày 26 tháng 2. Trước đó, hôm 12 tháng 3, Ukraine cáo buộc quân đội Nga vi phạm luật pháp quốc tế trong một video thị trưởng Ivan Fedorov bị người có vũ trang dẫn giải đi ra khỏi một tòa nhà chính quyền của Melitopol. Ít lâu sau, công tố viên thuộc Luhansk, một trong hai khu vực ly khai thân Nga ở đông Ukraine, cáo buộc ông Fedorov bị điều tra. Cũng theo CNN, kể từ đó, thị trưởng mới của thành phố đã ra lệnh phát sóng các kênh truyền hình Nga, đồng thời cố gắng giải tán hội đồng thành phố. Đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Chernobyl thông báo cơ sở này tiếp tục mất điện và cáo buộc lực lượng Nga gây ra tình trạng này. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine một ngày trước xác nhận các kỹ sư nước này đã khôi phục điện cho nhà máy. Quân đội Nga đã kiểm soát khu vực này trong những ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2. Nhà máy Chernobyl bị cắt điện từ ngày 9 tháng 3. Cơ quan chức năng lượng điện nguyên tử quốc tế IAEA hôm đó cho biết đã nhận được thông báo từ giới chức Ukraine và không thấy tác động nghiêm trọng đến an toàn. Theo đó, đường điện đến khu vực bị hại trước khi nguồn cung điện được khôi phục hoàn toàn. Cơ quan này được điều động một nhóm kỹ sư đến vùng do quân đội Nga kiểm soát để khắc phục sự cố. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine nhấn mạnh Chernobyl không thể thiếu nguồn điện ổn định để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, người dân thị trấn Slavut phụ thuộc vào đường điện cung cấp đến Chernobyl. Theo cơ quan thanh tra năng lượng hạt nhân Ukraine, nhà máy Chernobyl vẫn còn hệ thống máy phát điện dự phòng chạy bằng dầu diesel. Đơn vị giám sát an toàn hạt nhân tại Chernobyl vẫn cần điện để giám sát tình hình và vận hành hệ thống làm mát kho chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Ngày 14 tháng 3, trong bài đăng trên Twitter cá nhân, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã thách đấu Tổng thống Nga tay đôi với phần thưởng là đất nước Ukraine. Cụ thể, tỷ phú này viết, tôi thách ông Vladimir Putin đấu tay đôi, phần thưởng cá cược là Ukraine. Liệu ông có chấp nhận lời thách đấu này không? Lời thách thức còn được viết bằng tiếng Nga. Musk khẳng định mình tuyệt đối nghiêm túc sau khi một số người theo dõi trên Twitter cho rằng ông chưa nghĩ kỹ về lời thách thức. Tỷ phú Mỹ cho hay nếu ông Putin có thể dễ dàng hạ nhục phương Tây, ông ấy sẽ chấp nhận thách đấu, nhưng ông ấy sẽ không làm vậy. Musk cũng tăng tài khoản Twitter đại diện của Tổng thống Nga 69 tuổi. Điện Kremlin chưa bình luận gì về thông tin này. Trước đó, Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới đã bày tỏ ủng hộ Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại nước này. Ông cũng đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ từ Kiev bằng cách kích hoạt mạng lưới Internet vệ tinh Starlink ở Ukraine, đồng thời gửi thiết bị để khôi phục mạng cho những khu vực bị mất kết nối do chiến sự. Ukraine đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gia nhập NATO, thậm chí đưa mục tiêu trở thành thành viên khối này vào trong hiến pháp sửa đổi năm 2019. Mới đây, quan chức hàng đầu EU tuyên bố phương Tây đã phạm nhiều sai lầm trong quan hệ với Nga, trong đó có việc hứa hẹn kết nạp Ukraine vào NATO. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell ngày 11 tháng 3 thừa nhận rằng các nước phương Tây đã phạm nhiều sai lầm trong quan hệ với Nga, trong đó có việc hứa hẹn kết nạp Ukraine vào tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cũng cho biết Kiev đã không còn thúc đẩy yêu cầu gia nhập tổ chức này. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News Mỹ được phát sóng vào tối ngày 7 tháng 3, khi được hỏi liệu có sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO vào một thời điểm nào đó hay không, Tổng thống Zelensky cho hay, sau khi nhận ra rằng NATO không sẵn sàng chấp nhận Ukraine, ông đã không còn mặn mà với vấn đề này. Ukraine đã đặt mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu, EU và NATO. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin lo ngại việc Ukraine trở thành thành viên NATO có thể đe dọa trực tiếp đến an ninh của Moscow và vi phạm cam kết trước đó của khối quân sự này. Trong khi đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các thành viên NATO tổ chức bất thường tại Brussels vào đầu tháng 3, các bộ trưởng NATO nhất trí cho rằng quan hệ giữa hai bên sẽ bị ảnh hưởng lâu dài, song NATO kiên quyết giữ các kênh ngoại giao để tránh leo thang, hiểu lầm hoặc tính toán sai lầm. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh liên minh quân sự sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để đảm bảo cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine không diễn biến trầm trọng hơn và không lan rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine.